À, xe gạo đến đây rồi. Đây, đây chú ơi, cho vào đây luôn. Cho bên đây để nhấc xe ra này. Mua gạo cho mấy anh em các bác. Hôm nay là đến là trao cái phần quà của cô Lan ở Quảng Ninh. Để bác sò cho em nào. Trời nó mưa hay bọc đây, cái này đúng rồi, sợ nó ướt đúng không? Ướt đấy. Thì nó là cái đâu mà bọc nó ướt nhiều. Sợ gạo đây ăn tèn cẩn thận ướt, một lúc ăn hết rồi đâu. Hay quá ăn lâu dài hạ xuống rồi. Hôm nay Mỹ Linh là đến là trao cái phần quà của cô Lan ở Quảng Ninh, thì cô gửi tiền cho Mỹ Linh để mua những cái phần quà cho mấy anh em, 7 anh em sinh nhật đấy. À cứ để tí nó bọc cho bọc lên. Xe lên xong là thì đỡ gạo ở trên xong. Hôm nay là xe của mấy anh em kia là không xuống được đúng không? Có rồi. Hả? Xe của mấy anh em ở trên là không xuống được đâu đúng không? Không xuống được đâu. Mày đừng mưa nó trơn đi. Đấy bác sao xếp đi. Bác xếp nào để cho xe của bác. Còn kẹp đằng trước hai bao cho nó cân. Đấy, cái này làm sao nặng bằng hai bao xi được? Chắc cũng ngang đấy nhỉ? À, gần ngang hai bao xi ấy. Quan là nó không cành hơn, nó xi nó gọn hơn. Mà con xe của bác sò này nhìn còn tàn hơn con xe của em mà nó đi còn khỏe hơn. À, xin chào tất cả bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Hoàng Linh. Hiện tại mình đang có mặt tại thôn Hấu Chua. Thì bây giờ thì mấy anh em đang vận chuyển gạo để lên trên phía trên lán, thì một lúc nữa thì mấy anh em sẽ phát những phần quà của các cô bác mình chúng tôi cho mấy anh em đây. Các anh xem là dây như thế nào, kệ nó à? Dây với anh có quấn. Để em gửi tiền luôn, bao tiền đấy? 1.2 triệu. Thế còn là cái mắm muối thì chính nữa. Cháu ăn. Đây 500 này. Lấy tờ 200.000 cho nó. Đây 1.2 triệu nhé. Vâng. Cái tiền này Mỹ Linh đã trao cho anh Nghiệp đây rồi. Thôi anh về nhá. Vâng, anh về. Em buộc hộ ông này. Đi vào đây bộ hộ anh. Anh đấy. Anh bác sò. Mà phải ướt. Ê, cảm ơn nhá. Thế thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Linh cũng mua thức ăn lên để nấu cho cả ngày hôm nay. Đó là mua cả thịt lợn với cả rau. Hôm nay cũng đi chợ là hết gần 700.000. Thế số tiền của các cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi tiền ăn. Đó là cô Len, cô Jessie. Thì Mỹ Linh vẫn còn dư tiền ở đó. Mỹ Linh thông báo như thế để cho các bác biết là Mỹ Linh đã mua thức ăn như thế nào, hết bao nhiêu tiền, để cho mọi người biết rõ hơn. Thôi bây giờ lên trên kia nhá.
Đây 7 anh em là đang xuống đây rồi các bác. Còn anh Vừa đâu rồi? À đi đi có việc rồi à? Ờ. Đấy nhá, hôm nay vào đây có cái món quà của bác Lan. Đây mọi người xếp hàng đi. Đây. Đây sao sao đi. Đây đây là món quà của bác Lan nhá. À, ở Quảng Ninh gửi cho 7 anh em. Xong ký của anh Vừa thì sẽ mọi người gửi lại cho anh Vừa nhá. Đấy. Đây của anh Phó ấy. Anh của bác Sò đây. Của anh Sa. Cảm ơn. Đây, ôi trời. Cái nha. Ôi xí nhỉ. Đây à, hơi nặng tí nhỉ. Hay gì không? Đây anh xí. Còn đây là cái của anh Phó nhá. À, anh Vừa. Còn mấy cái này là để mọi người ở đây dùng nhá. Mấy cái này ấy, tại vì là tiền mua gạo thì nó cũng gần hết rồi ấy. Thì cái chuyện này thì mình định đang mua dầu với cả mắm muối mình chính đây. Với cả hôm nay là cũng mua thức ăn đây vào rồi. Với cả mua chanh nhá. Có chanh đây thì nếu mà lúc mọi người uống thì mọi người sẽ pha nhé. Được không? Đâu anh? Đây rồi. À đấy. Thì mọi người cất quà đi. Thế thì ở đây là Mỹ Linh cũng nói thẳng với các bác là đây là cái phần quà của cô Lan ở Quảng Ninh. Thế thì không biết là bác Sò gửi lời cảm ơn gì đến cô Lan không? Ừ, cả cô Lan là cũng kinh công cũng hiện là cảm ơn cô Lan. À đấy. Anh Xính có gửi lời cảm ơn gì đến cô Lan không? Cháu cảm ơn cô Lan rất nhiều. À. Đã từ được tạo món quà cho bọn cháu. À đấy. Thôi nên nói chung là các cô đấy cũng rất là mong là cô. Bọn anh cố gắng làm việc. Vâng. Anh nhá. Anh Sa vui không? Vui. Vui à. Ấy nhá, cất quà đi nhá. Anh Bó nhá. Vâng. Ừ. Anh Bó gửi lời cảm ơn gì không? Không. Ngại à? Cháu lớp phó có rất nhiều. À được rồi. Thôi đây lớp phó học tập nha các bác. Lớp phó là lúc đấy là lớp phó lớp mấy nhỉ? Lớp 5. Lớp 5 đấy. Thôi cất cất quà vào trong đi. Nhá. Anh Sa ơi, cất 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 hộ cái này vào đi. Cái túi vàng này thì sẽ để anh em ở đây dùng. Còn gạo thì sẽ chia cho từng hộ gia đình mà món quà cô Lan. Đây cầm cả bác gạo vào nữa. Đây bác Sò. Đây mọi người cầm vào láng cất đi. Xong rồi chúng ta lại tiếp tục lên làm việc nhá. Đây các bác xem từ khi có cái tuyến đường này đi lại nó vất hơn. À đỡ đỡ hơn. Anh là nhà có đất ở trên này à? À. Thế về có đường đi lại dễ hơn đúng không? Cũng dễ. À ngày xưa chả phải đi bộ lên đây mới cắt được cỏ bò đúng không? Ngày xưa thì không có đường thì em còn bán cho họ thôi. À. Ít khi lên. Ý là ngày xưa là mình thuê đất lại cho họ làm cái gì? À. Mình trồng xong mình bán lại cho họ ấy. À, à, à. Đấy xong rồi thức ăn thì mang vào đây cất đi. Lên trên này thì đúng rồi. Có đường này đỡ vất hơn. Đây hôm nay mua cả thịt, hai tải thịt, à hai túi thịt thôi các bác, cho các bác ở đây ăn cho nó đảm bảo sức khỏe. Thôi nhờ bây giờ chuẩn bị lên làm nữa nhờ. Nhận quà xong rồi chúng ta lên làm tiếp. Đấy nhá bác Sò nhá. Chanh đây nhá, mọi người có thể pha uống với đường. Đấy sau để có sức khỏe nhá. Sau đó là cái vỏ chanh ấy mọi người có tận dụng lại để trà trà vào những cái tay này để rửa luôn nhá. Thôi chúng ta lên làm tiếp rồi nhá anh Bó nhở. Bác Xí, anh Sa. Thế thì ai ở lại nấu cơm? Thế là anh Sa ở lại nấu cơm gì? Đây là luộc cơm với cả luộc thịt với cả rau. Mọi người thích ăn thịt luộc thôi đúng không? À, luộc có. Chắc để gọi đấy thôi bác Sò ạ. Chắc để xe đấy thôi. Hãy phi lên đây. Không lấy một cái đá chèn vào. Không tí là trôi xe đấy. Hôm qua thì mọi người cũng làm từ cái đoạn dưới viên đá kia lên đây. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mọi người cũng đổ từ cái đoạn cua này đi lên trên cái đoạn cua tiếp theo trên đó các bác. Thì đoạn cua thứ 3 thì đã xong rồi. Đoạn cua thứ 3 xong rồi đúng không? Bây giờ mình đang làm đoạn cua đấy, cua thứ 4 nhở anh Xính nhở? Đoạn đấy là đoạn cua thứ 4 đúng không? Đấy, đâu dưới kia là 1, 2, 3, 4 cua thứ 4 rồi. Trong buổi sáng ngày hôm nay.
Đấy, chuẩn bị nổ máy ông làm tiếp đi nhờ. Nhớ cho nước mát vào nhá. Nước mát máy ấy. Bắt đầu làm đấy, vẫn còn cái đoạn này cho đến cái đoạn cua thứ tư các bác. Chào anh Cái nhá. Hôm nay anh Cái lại đến hỗ trợ các bác, có anh vừa nghỉ rồi nên là anh Cái đến hỗ trợ đấy. Trời bắt đầu mưa rồi. Lên chở bột đá đi. Ôi trời bắt đầu mưa rồi. Trời này là nó cứ mưa một tí rồi nó lại tạnh. Nó không phải là mưa to hẳn. Anh nán đi để nói gì nhà các chị đỏ à. Ấy chỗ nào làm sao che lại với anh ơi. Chỗ nào làm xong một cái là che lại luôn các bác. Bột đá lại không đủ các bác, thế là phải vận chuyển cái trên xuống. Mấy người vận chuyển bột đá đấy? Hả? Muốn nào tùa? Bác chơi với cả bác Xính với cả anh Phó à? Ba người đúng không? À, ba người. Cố lên nhá. Cái hộ đào đào xuống nó chảy hết ra ngoài anh Cái. Đấy bác sò đấy chứ.
đấy. Bột đá nó thiếu các bác. Đây là xi măng, của xi măng. Sợ ấy. Gắt đầu ấy gì. Thôi hạ ở đấy thôi. Quay ở cái góc này cho các bác thấy cái toàn cảnh về chỗ cái buổi làm đường của bảy anh em siêu nhân trên đỉnh Hấu Chua. Đấy, phía dưới kia là cái láng này, cái cua đầu tiên là cái cua ở trên là dốc lên trời một đấy các bác, thì lên đến đây thì đoạn này là cua hai ở bên vòng bên này, đây là đoạn cua thứ ba và đến đây là đoạn cua thứ tư.
này là giao cho anh Xà với anh Xính với anh Vừ là yên tâm nhất. Và cái đoạn đường này này, đấy mọi người xoa, mọi người làm yên tâm nhất là ba anh em đây. Thế lúc đấy là vừa đổ xong từ dưới lên nhé các bác. Mà cũng đổ rất là dày, cũng không phải dày nữa. Cũng không phải, các bác nhìn những cái tấm tán là cốt thép đấy, các bác nghĩ là nó không đủ cái phân đấy. À, tại vì có chỗ nó sẽ lõm chỗ cao, nó đường không bằng phẳng ấy, thế nên phải căn. Làm vườn hết đoạn cua này mới nghỉ nhá. Bảo chắc phải làm vườn hết đoạn cua này mới nghỉ. Bột đá hơi ít nhờ. Hôm trước là thấy bảo mọi người căn là đủ hết rồi mà. Vẫn thiếu à? Sao bác chưa làm sao? Nghỉ một tí, nghỉ giải lao một tí, vừa làm vừa nghỉ. Khả năng thì chắc là thiếu bột đá đấy nhở. Mấy nữa là bắt đầu là chắc là phải lại bắt đầu nghiền tiếp rồi. Nhớ ý xính nhở? Mất tầm khoảng 10 lít xăng. Đây bây giờ là mấy anh em là đang đợi bột đá nó nghỉ ngơi một lát, giải lao một lát rồi tiếp tục lại làm. Đấy, mọi người nghỉ ngơi tí nhá, xong là mình lại tiếp tục. Trong mà nó đâu cho này trồng rồi nó giỏi phần đấy tao đấy.